Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Huyện Bảo Lâm vừa tổ chức hội nghị giao ban ba lực lượng công an, quân sự và biên phòng tháng 4 năm 2023. Trong tháng 4, ban lực lượng đã phối hợp thông tin tuyên truyền lưu động đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình được 103 lượt thu hút trên 1.750 lượt người nghe, vận động 48 hộ trên 188 nhân khẩu ký cam kết không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, vận động 12 trên 12 xóm, 84 hộ trên 496 nhân khẩu cam kết từ bỏ, tháo rỡ 27 biểu tượng đạo, chữ thập vài đỏ, khám phá 2 vụ trên 3 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt giữ 1 vụ trên 4 đối tượng thu giữ 2,49 gram heroin, triệt phá một điểm trồng 245 cây thuốc phiện, phối kết hợp với Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án 24 bánh heroin, phối hợp tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh biên giới được 7 lần trên 77 lượt người tham gia, triển khai chữa cháy rừng tại xã Lý Bôn với trên 80 cán bộ chiến sĩ công an và quân đội tham gia. Thời gian tới, các lực lượng đẩy mạnh sự phối kết hợp chặt chẽ hơn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Hiện nay các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất đến các đối tượng khách hàng. Đến hết tháng 4 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động và quản lý trên địa bàn ước đạt 28.100 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 23.150 tỷ đồng, tăng 3,3% nguồn vốn quản lý ước đạt 4.950 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng, trong đó nợ xấu 150 tỷ đồng, chiếm 0,97% trên tổng dư nợ. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh áp dụng mức lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước và diễn biến của thị trường lãi suất huy động tiền gửi biến động từ 0,1% đến 9,5% trên một năm. Một số ngân hàng có chương trình cạnh tranh, lãi suất cao hơn mức lãi suất bình quân. Lãi suất tiền gửi online cao hơn tại quầy giao dịch từ 0,1% đến 1% trên một năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên biến động từ 4,5% đến 13,5% một năm lãi suất cho vay kinh doanh thông thường phổ biến ở mức 8,5% đến 13,5% một năm, phụ thuộc vào kỳ hạn từng gói. Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, chính phủ và quy định của ngân hàng nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, không nới lỏng các quy định trong thẩm định cho vay, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Ngày 30 tháng 4, cấp ủy chính quyền xã Nam Tuấn, huyện Hòa An phối hợp với ban ngành đoàn thể xã và nhân dân huy động lực lượng làm đường bê tông nông thôn tại xóm Văn Thụ là xóm đặc biệt khó khăn của xã Nam Tuấn, 100% là hộ đồng bào dân tộc Mông. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân, hệ thống cơ sở vật chất ở xóm Văn Thụ đã được đầu tư từ điện, đường, trường học, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xóm vùng cao này. Trong buổi gia quân, cán bộ và nhân dân thôn xóm Văn Thụ đã tham gia đổ bê tông đường dân sinh đến các hộ dân tại điểm Gọc Mu có chiều dài hơn 100 mét. Trong đó, toàn bộ xi măng cũng như các vật liệu khác như cát, đá là do doanh nghiệp tại địa phương hỗ trợ. Sau một buổi tích cực thi công, công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của bà con trong xóm được thuận lợi cũng như góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo quy chế thì tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có 3 trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp. Để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thí sinh phải tham gia kỳ thi và làm đủ số bài thi theo quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, thí sinh được hưởng chế độ đặc cách tốt nghiệp. Thứ nhất là trong trường hợp bị tai nạn, ốm hoặc do có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi. Các thí sinh này phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm học lớp 12 đạt loại khá trở lên. Thứ hai, trong trường hợp bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Các thí sinh này phải đảm bảo điều kiện điểm của những bài thi đã thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt từ 5 điểm trở lên, xếp loại ở lớp 12 có hợp lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên. Trường hợp thứ ba là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách theo quy định tại điều 5 Nghị định số 36/2019 ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, quy định vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế. Huyện Thạch An vừa tổ chức bế mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2023. Tham gia đợt huấn luyện có 102 chiến sĩ dân quân tự vệ kết nạp năm thứ nhất các xã thị trấn và hai cơ quan tự vệ trên địa bàn huyện. Trong thời gian 15 ngày, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, các chiến sĩ dân quân tự vệ được trang bị kiến thức chính trị và huấn luyện các kỹ thuật chiến đấu về đội ngũ từng người không có súng, tính năng cấu tạo các bộ phận chính của súng đạn tháo lắp súng các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu tính năng cấu tạo nguyên lý hoạt động của lựu đạn và tư thế ném lựu đạn từng người tổ dân quân làm nhiệm vụ tuần tra canh gác giới thiệu một số loại vũ khí hóa học sinh học công nghệ cao và cách phòng chống qua đợt huấn luyện nhằm giáo dục chính trị pháp luật biết vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học và huấn luyện hàng năm, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất đều đạt yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra đôn đốc tiến độ và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại tỉnh Thanh Hóa, đến kiểm tra thực địa gói thầu xây lắp đoạn cao tốc dài 9,5 km, đoạn từ nút giao Đông Xuân đến đường Thọ Xuân, Nghi Xuân. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của các đơn vị trên công trường. Mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ, nhưng hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị vẫn đang làm việc 3K 4 kíp để hoàn thành gói thầu trước ngày 30 tháng 6 như đã cam kết. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để đội vốn bất hợp lý, Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân trên công trường. Tiếp đó đến kiểm tra công trường dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn với chiều dài hơn 43 km, Thủ tướng đề nghị các đơn vị bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phân đấu hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải bố trí hợp lý các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn lực đầu tư các trục kết nối theo hướng đông tây giữa cao tốc với quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để phát huy tốt nhất hiệu quả các tuyến đường, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu và đoạn Diễn Châu Bãi Vọt trong chiều nay, thủ tướng sẽ đến kiểm tra các đoạn tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay, mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, dịp khẳng định vai trò vị trí những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Ở Việt Nam có hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động, đời sống và việc làm của người lao động luôn được chú trọng. Lực lượng lao động nước ta được đánh giá là trẻ, dồi dào, chi phí lao động cạnh tranh tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo vẫn cần chú trọng cải thiện trình độ học vấn kỹ năng để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong nước để nâng cao kỹ năng và năng suất của lực lượng lao động việt nam nên tiến hành dự báo kỹ năng cung cấp giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp với các xu hướng của các ngành vì nền kinh tế việt nam sẽ tiếp tục đa dạng hóa chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động và giải quyết việc làm cho thanh niên lao động trung niên lao động có hoàn cảnh khó khăn và lao động nữ cũng cần có các giải pháp để hỗ trợ người lao động di cư khi họ di chuyển từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp. Ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 8 người, so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Đây là con số được cục cảnh sát giao thông cho biết. Qua công tác tuần tra kiểm soát Cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20,9 tỷ đồng, tạm giữ 159 xe ô tô, 4.301 xe mô tô, 30 phương tiện khác, tước 2.180 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.430 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.791 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 131 trường hợp quá khổ giới hạn 30 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp, vi phạm ma túy 5 trường hợp, chở quá số người quy định 161 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 104,1 triệu đồng, tước giấy phép 11 trường hợp, tạm giữ một phương tiện. Hiện cả nước có 1,67 triệu thuê bao di động chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Sau ngày 15 tháng 5, nếu vẫn chưa thực hiện, các thuê bao này sẽ bị thu hồi số di động. Hiện số thuê bao di động này đã bị các nhà mạng khóa một chiều do chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục Viễn thông đánh giá hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự ủng hộ của người dùng. Người sử dụng giờ đây đã ý thức được việc số điện thoại đăng ký thông tin chính chủ là cực kỳ quan trọng. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn gửi các đơn vị về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian từ đầu tháng 4 đến nay, theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, số ca nhiễm COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại. Đồng thời, mùa hè với thời tiết nắng nóng, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều là thời điểm thuận lợi mà các virus và vi khuẩn gây bệnh sinh sôi phát triển, có thể gia tăng các ca bệnh hoặc chuyển thành dịch đối với một số bệnh ở cả người lớn và trẻ em như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, tả. Để chủ động đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch COVID-19 và thuốc điều trị các bệnh khác trong thời gian tới, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc phù hợp với thực tế để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó chú trọng đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời các thuốc, vaccine cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và thuốc điều trị các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, tả, các thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh và người dân trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá đột biến, đặc biệt đối với các thuốc điều trị COVID-19, các thuốc có nguồn cung hạn chế. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ ra soát khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ, mua sắm, tiếp nhận thuốc phù hợp với thực tế để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, chú trọng đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ, kịp thời các thuốc, vaccine cho phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh khác có thể gia tăng trong thời gian tới. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc tăng cường nguồn cung, đặc biệt đối với các thuốc điều trị COVID-19 và các bệnh khác các thuốc thuộc nhóm danh mục thuốc hiếm thuốc không sẵn có xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận đơn đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh không được để xảy ra tình trạng đầu cơ lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh để tăng giá thuốc chuyển sang tin quốc tế, số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, BOK, ngày 30 tháng 4 cho thấy, gánh nặng nợ ngân hàng và các tổ chức phi tài chính của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 30 tăng hơn 27% trong 3 năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thực trạng này cho thấy giới trẻ Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do giá nhà tăng cao và kinh tế suy thoái. Theo báo cáo do BOK đệ trình lên Ủy ban Chiến lược và Tài chính Quốc hội Hàn Quốc, tính đến hết quý tư năm 2022, tổng các khoản vay nợ của thanh niên nước này trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã tăng 27,4% lên 514,5 nghìn tỷ won, 383,96 tỷ USD so với 404 nghìn tỷ won trong quý tư năm 2019. Tính trung bình, mỗi thanh niên vay khoảng 70 triệu won từ ngân hàng và 54 triệu won từ khu vực phi ngân hàng, bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty tín dụng và công ty chứng khoán. Tỷ lệ không trả được các khoản vay trên có xu hướng gia tăng do tình trạng khó khăn tài chính dự kiến tiếp tục xấu đi và nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh truyền Ca Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau